Thanh Tâm xin chào mọi người. Thanh Tâm xin chào cô Đào Thu. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình livestream chủ đề đối diện do Thanh Tâm thực hiện. Và chương trình hôm nay là đối diện 93 với đề tài các vấn nạn liên quan đến vấn nạn bạo hành trong môi trường giáo dục tại Việt Nam. Và hôm nay chúng ta hân hạnh có được sự tham gia của cô Đào Thu, một giáo viên hiện đang giảng dạy tại Hà Nội. Thì trước tiên Thanh Tâm chân thành cảm ơn cô Đào Thu có nhận lời tham gia vào chương trình đối diện 93 hôm nay. Thanh Tâm xin mời cô gửi lời chào đến các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Xin chào chị Thanh Tâm và xin chào quý khán thính giả của chương trình đối diện 93. Tôi là Đào Thu, hiện đang sinh sống và giảng dạy tại Hà Nội. Dạ, giáo viên học tại Hà Nội. Vâng. Chào cô Đào Thu. Giờ trước hết, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái đề tài đề của chương trình phỏng vấn hôm nay, thì Thanh Tâm xin mời cô có thể nói sơ qua về công việc của cô hiện tại, thay cái lời giới thiệu đối với các quý khán thính giả. Thanh Tâm xin mời cô. Công việc của tôi thì không có gì, tôi đi dạy học hơn 20 năm rồi. Tôi hiện nay đang dạy học tại một trường đại học ở Hà Nội. Dạ vâng. Thì như Thanh Tâm vừa nói, chủ đề của chương trình hôm nay đó là chúng ta sẽ trao đổi chung quanh cái lĩnh vực giáo dục và cái vấn nạn bạo hành trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Thì xin cô vui lòng cho biết sơ qua cái đánh giá của cô về cái cấu trúc quản lý giáo dục, hệ thống giáo dục và cái thực trạng năng lực cũng như hiệu quả của việc giáo dục hiện nay tại Việt Nam, thưa cô. Để nhận xét về cái cấu trúc giáo dục tại Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không có chức năng, bởi vì tôi chỉ là một giáo viên bình thường. Ở trong trường của tôi cũng không đảm nhận bất cứ một cái vị trí quản lý hay lãnh đạo gì. Tôi chỉ là một giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp. Theo tôi được hiểu thì ở Việt Nam hiện nay thì có hệ thống trường công lập và trường tư. Trong đó thì hệ thống trường công lập do nhà nước quản lý là nắm vai trò chủ yếu và có tác động, có thể nói là toàn diện lên cái bộ mặt giáo dục của đất nước. Còn hệ thống trường tư thì trên thực tế những người mà quản lý các trường tư đó, các trường tư nhân đó thì trước đây hoặc là ít nhiều cũng đều đã từng là người trong bộ máy nhà nước. Cho nên về tổng thể mà nói thì chương trình giáo dục của Việt Nam hiện nay có thể nói là nằm trong sự khống chế và quản lý của nhà nước. Thì, chúng ta thấy là thời gian vừa qua trên mạng, các trang mạng xã hội thì xôn xao rất nhiều về cái hiện tượng bạo hành xảy ra trong cái môi trường học đường. Thì theo cô, cái nguyên nhân nào dẫn đến cái hành vi đó? Cô đánh giá như thế nào về hàng loạt các vụ mà giáo viên kỷ luật học sinh bằng những hình thức bạo lực vừa xảy ra? Và cái nguyên nhân nào theo cô là dẫn đến cái hành vi đó, nó xuất phát từ đâu? Nó phản ánh điều gì về cái thực trạng đạo đức trong lĩnh vực giáo dục hiện nay tại Việt Nam? Xin mời cô. Trước tiên thì khi biết tin có những vụ bạo hành như vậy được đưa lên trên công luận, cảm xúc đầu tiên của tôi là cảm thấy đau đớn. Đau đớn cả với vai trò là một người làm giáo viên, và cũng đau đớn thay cho việc là những trẻ em bị bạo hành. Trẻ em không đáng bị bạo hành bất kể bởi ai, kể cả cha mẹ trong gia đình, lẫn thầy cô giáo hay bất cứ ai ngoài xã hội. Chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ trẻ em. Thầy cô giáo là người giáo dục trong nhà trường mà bạo hành trẻ em, bạo hành học sinh, điều này là hoàn toàn sai. Tôi lên án điều đó. Nhưng cái việc trẻ em và học sinh bị các thầy cô giáo đánh và bạo hành trong nhà trường thì không phải gần đây mới có. Những hiện tượng như vậy đã xảy ra từ rất lâu, rất nhiều. Chỉ có gần đây khi mà công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội bùng nổ thì những sự việc như vậy mới được đưa lên công luận.
Bản thân tôi cũng đã từng có 12 năm học dưới mái trường của nhà nước, cộng với 4 năm đại học. Tôi biết rất nhiều giáo viên vẫn có thói quen, thậm chí là lên đến đại học rồi vẫn có thói quen là thích đánh học sinh. Điều này một phần là do quan niệm văn hóa, một phần là do tư duy, và một phần quan trọng nữa đấy là sự buông lỏng trong quản lý giáo dục. Tôi muốn nhắc đến cái nguyên nhân, đấy là nguồn gốc văn hóa. Ở Việt Nam là một quốc gia nho giáo. Từ thời phong kiến hơn 2.000 năm thì học trò tới nhà thầy học, ngoài việc đi học còn phải làm thêm rất là nhiều những cái việc vặt trong gia đình nhà thầy, giống như là con ở. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó trong bức tranh đồng hồ. Trong tranh dân gian đồng hồ có một bức tranh đấy là thầy đồ cóc, miêu tả có cảnh ông thầy ra lệnh cho lớp trưởng đánh một bạn khác bằng roi, rồi có cảnh một bạn học sinh phải quét nhà, có cảnh một bạn học sinh đang phải bê nước cho thầy. Những điều đó đã được thể hiện trong tranh dân gian chứng tỏ rằng điều đó là phổ biến trong quá khứ, trong cái cung cách dạy học. Sang đến thời kỳ hiện đại, mặc dù chính quyền mới thành lập, cái gọi là nhà mái trường xã hội chủ nghĩa được thành lập, nhưng với cái quán tính văn hóa đó thì những thầy cô giáo vẫn tự cho mình có quyền được sai phái học sinh, thậm chí đánh đập học sinh. Tuổi thơ của tôi, mặc dù cá nhân tôi chưa bị thầy cô giáo sai phái làm gì, nhưng đã từng bị thầy cô giáo đánh, không đánh nhiều, chỉ đánh vào tay thôi do biết chữ xấu. Nhưng tôi đã nhìn thấy anh trai tôi đã phải đến nhà cô giáo để gánh nước cho cô giáo, và cảm thấy là điều đó cũng rất là bình thường. Đó đó là những gì mà tôi có thể quan sát được. Rồi cho đến ngày nay, sang đến thế kỷ 21 rồi, thì đương nhiên rất là nhiều thầy cô giáo đã tiến bộ. Họ đã biết rằng là làm giáo viên cũng chỉ là một nghề, không phải là cao hơn bất cứ một nghề nào khác. Nhưng vẫn còn một bộ phận giáo viên nghĩ rằng mình có quyền đối với học sinh. Ví dụ, có quyền đe này, có quyền đánh khi mà học sinh mắc lỗi. Còn một cái, đấy là từ cái yếu tố văn hóa. Còn một lý do nữa tôi vừa nói đến, đấy là vấn đề tư duy. Tư duy về giáo dục ở Việt Nam, ngay từ trong môi trường gia đình, trẻ em luôn không được coi trọng. Cha mẹ nghĩ rằng là mình có quyền đánh con cái. Ví dụ như mà dạy bảo không được là đánh. Trẻ em bị đòn roi ngay từ nhỏ cũng đã trở thành thói quen rồi. Và các em nghĩ rằng điều này là đương nhiên. Ở các thành phố lớn thì có thể nạn thầy cô giáo đánh học trò hoặc là để cho học sinh khác đánh học trò không nhiều, nhưng tôi biết ở nông thôn thì cái hiện tượng này còn rất là nhiều. Bản thân các em cũng nghĩ rằng mình bị thầy cô giáo đánh là đúng, là đương nhiên. Vì thế nên khi bị thầy cô giáo đánh, về nhà không hề nói lại với cha mẹ. Điều thứ ba tôi nói đấy là cái sự buông lỏng trong quản lý giáo dục. Khi mà một thầy cô giáo mắc lỗi là đánh học trò ở trên lớp, có thể tổ trưởng bộ môn hoặc là hiệu trưởng hoặc là một người nào đó làm cái đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong nhà trường biết nhìn thấy, nhưng không hề khiển trách, bởi vì họ không nghĩ đó là lỗi. Tôi đã từng làm việc hơn 20 năm trong hệ thống giáo dục nhà nước, đã từng có những buổi họp đồng nghiệp với nhau, đồng lãnh đạo còn phê bình giáo viên là tại sao lại nuông chiều học sinh để cho học sinh phản kháng. Lâu rồi chứ không phải gần đây, nhưng cái hiện tượng đó là có. Vậy là ngay trong cái tư duy quản lý giáo dục của chúng ta cũng mặc nhiên cho rằng giáo viên được quyền đánh học sinh hoặc là thi hành một hình phạt nào đó với học sinh nếu như mà học sinh mắc lỗi. Trong tư duy giáo dục của chúng ta, ngay cả người thực hành giáo dục lẫn người chịu chịu nhận sự giáo dục đều nghĩ rằng giáo viên là một thứ bậc cao hơn so với học sinh.
Hãy nhìn cả nước vào cái ngày 20 tháng 11 thì chúng ta sẽ thấy. Đấy giống như thể là một cái ngày mà học sinh phải mang đi đền ơn đáp nghĩa vậy. Thầy cô giáo nào nếu như mà ngày hôm đó không nhận được sự cảm ơn hay là một sự bày tỏ gì đó của học sinh thì chắc là trong lòng sẽ cảm thấy buồn. Đó, cái tư duy phổ quát như vậy ở Việt Nam hiện nay nó dẫn đến cái việc là thầy cô giáo vẫn còn bạo hành học sinh. Thế còn việc đưa lên công luận đó chỉ là gần đây chúng ta phát triển công nghệ thông tin, báo chí được phát biết nhiều hơn thì những sự việc như vậy được đưa lên thôi. Chứ còn tôi biết từ trước đến nay gần nửa thế kỷ hoặc là hơn nửa thế kỷ trong cái môi trường giáo dục này, những hiện tượng như vậy không phải là ít. Vâng, thưa chị Thanh Tâm. Thưa cô, song song với cái tình trạng bạo hành, cái tình trạng giáo viên bảo mẫu dùng các biện pháp bạo lực ở học đường thì gần đây cũng có một số vụ ồn ào về cái tình trạng phụ huynh học sinh bạo hành với các thầy cô, học trò đánh nhau với thầy cô nữa. Thậm chí là cả cái chuyện quan chức điều động giáo viên đi tiếp khách ăn nhậu vân vân. Thì cô đánh giá như thế nào về các vụ như vậy, và theo cô thực tế thì cái ngành giáo dục đang ở đâu trong cái vị trí xã hội Việt Nam hiện nay? Xin mời cô. Dạ. Việc giáo viên bị điều động đi tiếp khách, đây là một sự việc đau lòng. Nhưng có lẽ là trong tất cả các ngành, không riêng gì ở trong ngành giáo dục, những người phụ nữ trẻ có một chút nhan sắc làm việc trong cơ quan đều bị huy động vào những cái việc tương tự như vậy. Tôi đã chứng kiến trong rất nhiều ngành, nhiều nghề, thậm chí là ngay cả khu công nghiệp, công nhân, nếu như mà có một chút nhan sắc mà đến khi lãnh đạo đi tiếp khách mà họ cần, họ vẫn có thể điều động. Cái này là do tư duy của người quản lý. Hiện nay ở Việt Nam, cái tư duy là đi tiếp khách, uống rượu, tiếp rượu phải có phụ nữ trẻ đẹp, hoặc là người ta hay gọi đùa là chân dài tham dự vào, để với mục đích hoàn toàn chỉ là làm nền hoặc là mua vui, tương đối là phổ biến. Cái tư duy này theo tôi là thực sự nguy hiểm, đáng phải lên án. Bởi vì họ đã coi rẻ nhân phẩm phụ nữ, họ coi phụ nữ chỉ là công cụ để mua vui. Điều này rất là nguy hiểm. Trong xã hội hiện đại rồi, nếu mà Việt Nam thực sự muốn phát triển ngang bằng với thế giới, muốn có được văn minh và dân chủ, thì trước tiên là cần phải văn minh ngay từ trong suy nghĩ của mình. Cần phải tôn trọng con người, chứ không được coi bất cứ một ai là công cụ chỉ để đi tiếp khách hay là mua vui, đặc biệt là cho giới quyền chức. Ở trong một số trường, thậm chí tôi biết các trường đại học, không chỉ riêng gì giáo viên được điều động đi, mà sinh viên, đặc biệt là những em sinh viên mà sinh hoạt trong hội nhóm đoàn thanh niên, có ngoại hình đẹp một chút, thỉnh thoảng cũng được cho mặc áo dài và đi gọi là đứng để vẫy chào quan khách ngoại giao của trường. Hiện tượng này là có ở các trường đại học, tôi có nhìn thấy. Tôi không tán thành lắm cách làm việc như vậy. Tôi không nghĩ là các quan khách đến từ các quốc gia văn minh, họ nhìn thấy một đội ngũ sinh viên nghỉ học để đi ra đứng hai bên đường hoặc hai bên cổng trường hoặc là hai bên sảnh của tòa nhà hiệu bộ chẳng hạn để đón mình như vậy thì họ có vui hay không. Tôi đoán rằng nếu thực sự là với tư duy văn minh thì họ sẽ không vui. Nhưng ở ta, cái tư duy giống như thời phong kiến ấy, tức là phải có cô hầu, có nàng thiếp đi để tôn mình lên như vậy, thực sự là nguy hiểm. Mà hình như là ở Việt Nam, phú quý sinh lễ nghĩa, gần đây, khoảng chục năm gần đây, cái hiện tượng này mới rộ lên. Chứ còn trước đó mà cái thời vẫn còn nghèo đói thì cái hiện tượng này không nhiều. Vâng, thưa chị. Vấn đề thứ hai chị hỏi, đấy là vấn đề phụ huynh bạo hành giáo viên. Thì đây cũng là một vấn đề đau lòng. Đây có lẽ đây là một cái vòng luẩn quẩn trong xã hội của chúng ta, khi mà người ta không biết chút những cái sự ẩn ức bị đè nén của mình đi đâu cả. Ngay cả giáo viên đánh học sinh cũng vậy. Tôi cũng nghĩ một phần là do quan niệm giáo dục như lúc nãy tôi vừa trình bày đấy, do tư duy, do quán tính văn hóa,
thì một phần nữa là bản thân những người giáo viên đấy họ cũng có những cái ẩn ức, họ có những cái sự bất bình mà trước đó họ không biết chút đi đâu, thì họ sẽ tìm những người yếu hơn mình để họ bộc lộ ra, để họ chút. Thì phụ huynh cũng vậy, nếu như mà phải một thầy giáo mà to con chẳng hạn, hoặc là trông có vẻ cũng hổ báo, bởi vì bây giờ giáo viên cũng nhiều người trông cũng không hiền đâu, trông cũng dữ dằn lắm, thì tôi nghĩ rằng phụ huynh sẽ không dám bắt nạt. Nhưng ví dụ gặp phải cô giáo mà trông có vẻ yếu ớt mà làm gì con họ, bản thân phụ huynh họ cũng sẽ tức. Nếu như mà ở một quốc gia nghiêm minh, có hệ thống pháp luật được thực hành, được thực thi một cách công bằng, thì phụ huynh đó có thể phản ánh với hiệu trưởng, với quản lý nhà trường hoặc là báo công an. Nhưng tôi nghĩ những việc làm đó ở Việt Nam thường không mang lại hiệu quả. Vì thế cho nên để đòi lại công bằng cho con em mình, thì những phụ huynh mà có bản chất, có bản tính nóng nảy một chút, họ sẽ sẵn sàng chút cái đó lên đầu giáo viên nếu như mà cảm thấy cái người giáo viên đó yếu hơn mình. Thì cái tâm lý này ở Việt Nam là tương đối phổ biến. Người ta luôn tìm kẻ yếu hơn mình để người ta bắt nạt, khi mà xã hội không có thể mang lại cái sự công bằng cho họ. Đây, cái hiện tượng này trong ngành giáo dục nó cũng chỉ phản ánh một phần thôi. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy bác sĩ cũng bị bạo hành bởi bệnh nhân, bởi người nhà bệnh nhân, đúng không ạ? Cho nên là việc giáo viên bị bạo hành bởi phụ huynh học sinh, tôi nghĩ nó cũng là tất yếu. Nó cũng giống như thể là người ta va chạm ngoài đường, người ta sẵn sàng dừng xe lại, vứt xe đấy và lao vào đánh nhau vậy. Con người ta có quá nhiều ẩn ức mà xã hội không thể giải quyết được, không mang lại công bằng cho họ được, thì họ sẽ bùng ra bằng một hình thức khác, tìm một cái yếu hơn để họ chút giận. Đó thôi chị. Xin phép Thanh Tâm được nói vài lời với các khán thính giả theo dõi chương trình. Quý khán thính giả, nếu quý vị nào có câu hỏi liên quan đến đề tài phỏng vấn hôm nay muốn dành cho cô Đào Thu, thì Thanh Tâm xin mời mọi người đặt câu hỏi qua phần bình luận. Thanh Tâm trở lại với chương trình phỏng vấn. Thì thưa cô, cũng là một người công tác trong ngành giáo dục, cá nhân cô cảm nhận như thế nào khi giá trị, nhân phẩm và vị trí nghề giáo trước xã hội hiện nay lại bị xem thấp như vậy? Trước tiên xin nói với chị là cái vấn đề bị coi là thấp là bởi vì trước đây chúng ta nghĩ rằng nghề giáo là nghề cao hơn những nghề khác. Cái này là từ trong quá khứ rồi. Việt Nam là quốc gia nho giáo mà, chúng ta vốn là cứ nêu cao tinh thần tôn sư trọng đạo, trên nghĩ rằng là giáo viên là một nghề cao hơn, cao quý hơn. Quả thực trong quá khứ chúng ta đã có những người thầy, những tấm gương mẫu mực về những người thầy, người cô đáng để cho xã hội tôn trọng. Thế nhưng mà gần đây xã hội cũng đã phát triển nhiều, cái quan niệm của con người về nghề nghiệp cũng đã thay đổi. Rất là nhiều người họ đã ý thức được rằng họ bỏ tiền ra để đi học, tức là mua kiến thức. Vậy giáo viên rốt cục cũng chỉ là người mang kiến thức đi để bán thôi. Tôi nhìn thấy chị lắc đầu. Bản thân tôi khi mà lên giảng đường, tôi nói với cả giáo viên là tôi không phải là người có quyền đuổi các em ra khỏi lớp học. Chính các em mới là người có quyền đuổi tôi ra khỏi cái vị trí này nếu như mà những điều tôi giảng không làm các em hài lòng. Thời gian đầu ấy thì cũng có nhiều em sinh viên cảm thấy lạ, nhưng mà học đến cuối học kỳ thì các em ý thức được điều đó. Cuối học kỳ các em có thể viết thư cho tôi. Tôi rất nhiều năm nay rồi, hầu như cuối học kỳ nào cũng nhận được thư tâm sự của học trò, và các em thừa nhận những điều tôi nói là đúng. Cho nên cái việc là chị nói rằng là nghề giáo bị hạ thấp thì chắc là thấp so với cái quan niệm ngày xưa thôi. Còn ý thứ hai, có thể nghề giáo đúng là bị coi rẻ theo cái nghĩa là hiện nay đầu vào của trường sư phạm điểm rất thấp, giáo viên ra trường đi làm lương rất thấp. Bởi vì lương thấp, không, hầu như không có quyền lực gì ngoài quyền lực đối với học sinh, thì trong xã hội mà coi trọng người có tiền và người có quyền như hiện nay thì rõ ràng vị trí và vai trò của người giáo viên đã bị hạ thấp đi rất nhiều. Tôi đã chứng kiến, ví dụ như trong các buổi họp lớp chẳng hạn, cùng là bạn bè đi học với nhau, nhưng những bạn nào mà có nhiều tiền hơn sẵn sàng chi trả cho
tất cả lớp tự nhiên sẽ nhận được một cái sự nể trọng của các bạn khác, mặc dù chẳng biết bạn ấy làm nghề gì. Thế còn nếu như mà cũng là một bạn đó, à cũng là một bạn học ở trong lớp, đi họp, nhưng mà ăn mặc thì có thể nói là rất là tuềnh toàng, bởi vì túi thì không có tiền. Rồi các bạn khác cũng nhìn thấy là à người này là không có tiền. Thì bất kể bạn ấy làm nghề gì, giáo viên hay là nhân viên văn phòng đi chăng nữa, hay là bất cứ nghề gì, thì đều có cảm giác là không nhận được cái sự tôn trọng lắm, hoặc là kính nể của các bạn khác. Đấy là tôi nói là trong một cái cộng đồng nhỏ, những người vốn đã từng quen biết nhau từ nhỏ mà còn có cái tư duy như vậy, thì hiện nay ở ngoài xã hội, giáo viên, đặc biệt là các giáo viên của trường công lập, không có nguồn thu nào khác ngoài đồng lương, thì họ cũng sẽ không nhận được cái sự kính nể của những người xung quanh. Nhưng đương nhiên cũng có những người giáo viên họ rất giỏi, họ mở ra được các trung tâm, hoặc là họ bằng cách nào đó họ kiếm được rất là nhiều tiền. Bây giờ theo như tôi biết thì rất nhiều đồng nghiệp của tôi phải làm thêm một nghề phụ ở bên ngoài, ví dụ như bán hàng online hoặc là mở hàng, mở quán gì đó. Thì như vậy họ kiếm được tiền, họ vẫn nhận được sự nể, kính nể của những người khác. Nhưng mà nhắc đến cái nghề giáo viên, nhắc đến nghề giáo viên, thì người ta còn phải xem là dạy ở trường nào. Đó. Bởi vì quả thực hiện nay có rất nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên các trường công ở các cái cấp học phổ thông, cấp tiểu học hoặc là trung học cơ sở, thì họ hầu như không có cái tiếng nói gì, không có quyền hạn gì, cũng không có cái ảnh hưởng gì đối với cả bên ngoài xã hội. Thế còn ở trên lớp học thì ngày nay bên cạnh cái giáo trình, chương trình dạy học của nhà trường, thì học sinh cũng có thể tìm kiếm thêm rất là nhiều kiến thức ở bên ngoài. Vì thế cho nên là cái sự ngưỡng vọng của học sinh đối với giáo viên cũng mất đi rất là nhiều. Ngày xưa cái thời của chúng tôi còn nhỏ đi học ấy, thì hầu như toàn bộ kiến thức mình thu nhận được là đến từ thầy cô giáo. Có đọc thêm sách ở bên ngoài thì cũng không nhiều. Nhưng ngày nay ấy, thì cái lượng kiến thức của một con người nhận được từ cái độ tuổi từ 6 cho đến 15 chẳng hạn, tức là cái độ tuổi mà học sinh tiểu học và trung học cơ sở đó, thì các em ý nhận được từ thầy cô giáo, tôi nghĩ rằng là chỉ chiếm khoảng 60 đến 70% là nhiều. Còn lại các em sẽ nhận được cái lượng kiến thức từ bên ngoài, do tự tìm hiểu, tự tìm tòi thông qua các cái phương tiện đại chúng, trên truyền thông internet. Vì thế cho nên là dưới con mắt của các em ý, thì thầy cô giáo không phải là những cái giá trị mang cung cấp kiến thức tuyệt đối nữa. Vì thế trên vị thế của người giáo viên cũng không còn được coi trọng như là trong quá khứ. Có một câu hỏi không phải khán thính giả dành cho cô Đào Thu, là dạy cho học sinh cái gì là quan trọng nhất, nhân cách hay kiến thức? Cả hai chị ạ. Cả hai. Nhiệm vụ của giáo dục là phải đào tạo ra được những con người có thể tiếp quản và phát triển xã hội tốt đẹp hơn. Mà con người có thể tiếp quản và phát triển xã hội tốt đẹp hơn thì bên cạnh kiến thức, vấn đề về nhân cách cũng rất là quan trọng. Ở các quốc gia văn minh thì chắc là họ cũng phải trải qua khoảng thế kỷ mà nhận ra được rằng cái giá trị văn hóa, giá trị đạo đức của con người, những giá trị vô hình đó, nó cũng có giá trị ngang bằng, thậm chí là lớn hơn giá trị vật chất. Chứ không phải là như Marx nói rằng là vật chất quyết định ý thức, không phải. Marx nói sai. Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều người nhận định như vậy, vật chất quyết định ý thức, là bởi vì chúng ta đang bỏ qua những cái giá trị về tinh thần, những cái giá trị vô hình. Thực ra những cái giá trị vô hình, giá trị về tinh thần đó, nó mới là quyết định dẫn dắt cho con người ta đi về hướng nào và tổng thể một xã hội phát triển ra sao.
Nói rộng ra thì chúng ta thấy xã hội là được xây dựng bởi những con người, đúng không ạ? Cùng là những con người, cùng với một sức vóc như thế, có thể ví dụ lực của tay, lực của chân, làm ra cái này, làm ra cái kia ngang bằng như nhau. Nhưng làm ra cái gì và làm như thế nào mới quyết định cái sản phẩm được làm ra nó định hình như thế nào, đúng không chị? Chứ không phải là chỉ có lực tác động mà cái sản phẩm nó có thể ra được hình thù. Thế thì tương tự như vậy, trong cái vấn đề giáo dục, trang bị kiến thức cho con người là một phần quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng hơn đấy là trang bị về nhân cách, về tư duy cho con người. Thì hiện nay hình như ở Việt Nam chúng ta mới chỉ chú trọng trang bị về kiến thức. Vấn đề trang bị nhân cách, trang bị tư duy đang bị bỏ ngỏ. Mặc dù về mặt lý thuyết là có môn giáo dục công dân có trong trường phổ thông, nhưng tôi thấy không giải quyết được vấn đề gì cả, thậm chí còn phản tác dụng. Bởi vì khi mà các em đọc sách, các em nhìn thấy rằng là sách viết như vậy, nhưng trên thực tế lại là một cái thực tế khác, nói một đằng làm một nẻo, thì rốt cục lại rèn luyện cho các em một cái kỹ năng, đấy là giả vờ và nói dối, sống không thực với bản thân mình. Đấy là cái hệ quả của cái nền giáo dục hiện nay mà chúng ta đang phải đối diện. Theo cô thì các thầy cô giáo cần làm gì trước cái thực trạng bạo hành học đường đã và đang xảy ra tại Việt Nam? Nạn bạo hành ở trên học đường ấy, cũng không biết là khi nào nó xảy ra và xảy ra đối với cá nhân nào. Cái này còn tùy thuộc vào bản thân mỗi một giáo viên. Như cá nhân tôi chẳng hạn, cũng có nhiều hôm lên lớp ở trong tình trạng thái là mệt mỏi, có điều gì đó bực tức, thì những hoặc là kèm theo với cả một cái sự mình cảm thấy không hài lòng từ phía học sinh, nếu như mà cộng hưởng lên mà mình kiềm chế không tốt ấy, thì cũng có thể trở thành mâu thuẫn ở trên lớp. Với các giáo viên khác cũng vậy, với những người mà có sẵn cái tính nóng nảy hoặc là chưa biết cách tiết chế cảm xúc, kiềm chế cái cảm xúc, thì cái việc là trừng phạt học sinh bằng mắng mỏ, xỉ vả, thậm chí là đánh đập là nó cũng có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vậy thì mỗi một giáo viên trước tiên là cần phải xác định mình không được quyền đánh học sinh. Cần phải xác định lại vị trí và vai trò của giáo viên. Mình chỉ là người cung cấp kiến thức, mình chỉ là người mang cái sự giáo dục đến cho học sinh thôi, chứ mình không phải là bề trên có quyền sinh quyền sát đối với học sinh. Vì thế khi mà học sinh mắc lỗi, trước tiên đấy cũng phải là lỗi của mình, bởi vì mình là người làm giáo dục cơ mà. Mình giáo dục là mình phải mang cả trang bị cả kiến thức lẫn những cái nền tảng về đạo đức, nhân cách cho học sinh. Mà để cho học sinh có những cái hành vi như vậy, mình cũng có một phần trách nhiệm. Trước tiên là cần phải xác định như vậy đã. Vấn đề thứ hai là mình không có quyền đánh học sinh. Cha mẹ còn không có quyền đánh con, nghĩa là nữa là giáo viên ở trường. Phải xác định như vậy đã. Điều thứ ba thì đương nhiên cái này là thuộc về cá tính của mỗi người làm nghề giáo viên. Tức là cần phải biết tiết chế cảm xúc, biết kiềm chế. Bước lên giảng đường rồi thì những vấn đề phiền não cá nhân, những cái bất công, bất bình trước đó mà mình phải chịu, rồi thì thậm chí là tình trạng sức khỏe không tốt nữa, mình tạm thời mình gác ra bên ngoài. Còn trong trường hợp mà không cảm thấy không kìm nén được, chắc là giáo viên cần phải rời ra khỏi lớp trước. Hoặc là ví dụ như gặp trường hợp mà học sinh đánh nhau chẳng hạn, thì cái đó không phải là lỗi của giáo viên, thì cần phải tìm người có trách nhiệm, ví dụ gọi bác bảo vệ vào. Gọi bác bảo vệ vào, hoặc là gọi thêm các thầy cô giáo khác vào can thiệp, tách các em học sinh đó ra. Chứ không phải là mình xông vào rồi mình lại đánh các em mà đang mắc lỗi. Không phải là làm như vậy. Tôi biết là ở nhiều nơi giáo viên dạy chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là ở các vùng nông thôn hoặc là vùng sâu, vùng xa, thì giáo viên đúng là phải vừa dạy vừa dỗ. Tức là vừa là một người giáo viên mà vừa giống như thể là quản gia luôn ấy. Tức là phải chăm lo các em trong cả các mặt đời sống sinh hoạt hàng ngày,
Chính vì thế cho nên là cũng không tránh khỏi cái tâm lý rằng là mình được quyền toàn toàn quyền để bảo ban và dạy dỗ các em. Và như thế thì với những người nóng tính hoặc là gặp phải những học sinh cá biệt, học sinh hư thì sẽ rất là dễ bị xảy ra cái tình trạng là giáo viên đánh học sinh. Thì khi đó cần phải nhớ lại mình không có quyền đánh học sinh. Chắc đó là cái điều mà cần phải ghi nhớ nhiều nhất đối với mọi giáo viên là chúng ta không có quyền đánh học sinh. Cá nhân Thanh Tâm thì cho rằng các ý kiến của cô là tích cực, nhưng tâm lý chung của xã hội Việt Nam hiện nay, người ta thường đưa ra lý do vì miếng cơm manh áo, tình trạng tham nhũng trong giáo dục, cụ thể ở việc giáo viên phải lo lót rất nhiều để có được cái chỗ dạy. Giống như cô nói là giáo viên dạy là dạy ở trường nào thì cái giá trị hay là cái gọi là cái tầng lớp nó có vẻ được đánh giá theo cái trường của vị giáo viên nó dạy, cho nên để được vào những trường ngon thì vị giáo viên đó cũng phải lo lót. Mà chính vì như vậy thì cô có nghĩ rằng chính vì như vậy là chính là cái nguyên nhân lớn mà dẫn đến cái chất lượng giáo viên bị kém hay không? Cũng có thể, cũng có thể hiện nay ấy, thì chất lượng giáo viên kém nó đến từ ngay từ chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục ưu đãi cho giáo viên là quá thấp, cho nên là những người giỏi không muốn vào trong trong ngành sư phạm. Vì thế cho nên ngay từ đầu vào ấy là những học sinh thường là con nhà nghèo, bởi vì vào trường sư phạm thì không phải đóng tiền học phí mà, thì thường con nhà nghèo hoặc là chẳng thi đỗ được vào trường nào nữa rồi thì mới vào trường sư phạm. Vậy thì ngay từ cái phần đầu vào, khâu là tuyển lựa giáo viên thì là chất lượng đã thấp rồi. Cái điều thứ hai nữa là để mà xin được vào các trường công thì thường là những cái người giáo viên ấy, đúng như chị nói là phải lo lót. Hiện nay thì hầu như tất cả các cơ quan nhà nước tôi nghe nói rằng không còn cái chỗ nào mà có thể xin không vào được một cơ quan nhà nước, kể cả với một chân bảo vệ. Chính là bảo vệ bây giờ lại được rất nhiều tiền bởi vì họ còn có thể kiêm trông xe, thu nhập cao hơn giáo viên chúng tôi hoặc là cao hơn công chức khác rất nhiều. Vậy thì bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào trong nhà nước hiện nay ấy, để mà xin được một cái suất vào làm công chức đều phải mất tiền, giáo viên cũng vậy, đều phải mất tiền. Thì khi mà mất tiền như vậy ấy, thì riêng cái việc là phải bỏ tiền ra để mà xin một vị trí công việc nó đã làm cho nhân cách của con người ta nó bị hạ thấp xuống rồi. Và ngay từ cái hành động là phải bỏ tiền ra lo lót để mua lấy một chỗ như thế thì mặc nhiên là trong trong tư duy, trong suy nghĩ của người xin việc ấy, người ta đã nghĩ rằng là đây là một cuộc mua bán, một cuộc đổi chất. Thế thì phải bằng cách nào đó họ phải kiếm lại. Điều này là đúng ạ. Thì khi mà vào được trường đó, giáo viên có phải ai cũng có điều kiện để có thể kiếm thêm tiền đâu. Ví dụ giáo viên ở các cái trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông dạy những môn chính thì còn có thể là bắt học sinh học thêm, mở các lớp học thêm tại nhà hoặc là do nhà trường tổ chức. Mình khéo một chút thì mình được nhà trường phân công cho đi dạy thêm thì có thêm thu nhập. Nhưng những giáo viên ở các cái môn phụ chẳng hạn hoàn toàn không không có khả năng dạy thêm. Học sinh cũng không học thêm. Thế thì như vậy họ phải dựa vào đâu để sống? Cuộc sống nó sẽ rất là khó khăn. Trong khi đó thì áp lực từ công việc, áp lực từ kinh tế, mình vào trường mình cũng phải mất tiền, bây giờ làm thế nào để kiếm lại? Điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và ảnh hưởng luôn đến cả cái cách mà giáo viên hành xử với cả học sinh. Khi đó thì e rằng là học sinh sẽ trở thành nạn nhân để cho giáo viên trút giận. Khắc phục tình trạng này thì rất là khó, bởi vì cái hiện tượng này nó đã lan rộng ra khắp cả nước rồi. Nó đã trở nên phổ biến và gần như là được xã hội công nhận rằng là đương nhiên phải thế. Khắc phục cái tình trạng này thì chỉ có biện pháp Bạn tổng nói thể là thôi. lắng nghe những gì cô Đào Thu chia sẻ, tại phải nói là Thanh Tâm rất là ngạc nhiên và thất vọng, bởi vì với những cái gì mà Thanh Tâm được
đào luyện từ cái môi trường từ ngày xưa đó, học hỏi với cái nghề giáo, cái nghề thầy làm thầy, đó là một cái nghề cao đẹp, không có phải là vì không còn cái trường nào nhận cô, hay còn không còn cái sự lựa chọn nào khác mới mới vào học ở trường sư phạm để trở thành giáo viên. Cho nên từ cái ban đầu cái mục đích để mà trở thành một cái giáo viên, một một vị một nhà giáo bây giờ nó đã quá khác với ngày xưa. Cho nên chính vì vậy mà cái cao đẹp của cái nghề giáo, của cái nó đã bị mất ý nghĩa quá nhiều. Phải nói là rất là thất vọng để nghe những cái gì mà cô chia sẻ, để nhận nhận ra được cái ngành giáo dục hiện nay nó là một cái điều gì đó mà nó quá khác đi. Và chính vì vậy đó, những người giáo viên giống như cô nói, họ phải tìm cách nào để trút lại những cái giận dữ. Thanh Tâm rất là đồng ý với cái cách là các vị giáo viên, họ những ai mà nghĩ rằng mình có thể có cái quyền dạy dỗ, sửa dạy các học sinh, nhưng mà nó phải bằng cái tâm, có nghĩa là đánh đòn các học sinh, thì Thanh Tâm nghĩ cái điều đó cũng chấp nhận được, khẽ tay hoặc là chép phạt gì đó. Nhưng mà Thanh Tâm đang muốn nói đến cái vấn đề bạo hành, không có phải cái sự sửa dạy trong cái tình yêu thương, hoặc cái sự sửa dạy với cái mong muốn là xây dựng và rèn luyện cho đứa bé, cho nó trở thành người tốt hơn. Mà ở đây cái tình trạng Thanh Tâm muốn đưa ra trong cái buổi phỏng vấn hôm nay đó là cái tình trạng bạo hành, là các giáo viên mà trút cái cơn giận dữ lên đầu đứa bé một cách vô tội vạ, và không những chỉ là thầy giáo đánh, hay là cô giáo đánh học sinh không, mà cho các bạn đánh học sinh đến mà như cô viết những cái vụ vừa qua tới mấy trăm cái tát, hoặc là 50 cái tát, thì đó là những cái vụ mà Thanh Tâm muốn nói đến cái tình trạng bạo hành. Đó là một cái điều đối với Thanh Tâm là nó không có thể chấp nhận được để nó xảy ra trong cái môi trường giáo dục. Thì cái xã hội hiện nay khi nó để xảy ra như vậy là mình muốn nói đến cái sự suy đồi của cái nền giáo dục, mà lý ra cái ngành giáo là một cái nghề cao quý, mà bây giờ lại có những cái vị giáo viên mà cái cách hành xử như vậy, đáng bị lên án như vậy, là mình là đó là cái điều mà Thanh Tâm muốn chúng ta đưa ra nói về cái nền giáo dục hiện nay nó đã đi đến cái mức nó như thế nào. Chứ còn cái việc như cô nói là học sinh, như cô vào cô nói học sinh có thể có quyền cho cô nghỉ việc, thì thật sự ra chính bản thân Thanh Tâm cũng không có cảm thấy mà đồng ý với lại cái quan điểm đó, là bởi vì đối với ta Thanh Tâm, thầy cô là các kỹ sư rèn luyện tâm hồn, và không xem đó là một cái nghề để học trò đó trả tiền nó mướn thầy cô giáo. Cho tới bây giờ cái tư tưởng đó, Thanh Tâm bây giờ ngồi ráng mình suy nghĩ theo cái tư tưởng đó vẫn thấy nó rất là lạ, nó rất là kỳ cục. Vâng, sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì một phần có lẽ do tôi giảng dạy ở trong giảng đường môi trường đại học. Môi trường đại học thì là các em sinh viên đã lớn rồi, đã có nhận thức tương đối là chín chắn, và nhìn nhận vấn đề này có lẽ là cũng sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là nếu mà các em đã từng là tham gia các cái khóa học bên ngoài thì các em sẽ biết rằng là mình trả tiền thì là mình có quyền đòi hỏi những kiến thức tốt. Nhưng những cái điều như tôi vừa nói thì chủ yếu là xảy ra đối với cá nhân tôi trong giảng đường đại học thôi. Chứ còn tôi biết là hiện nay ở giáo dục phổ thông, đặc biệt là ở các cấp dưới như là giáo dục tiểu học hoặc trung học cơ sở chẳng hạn, thì đúng giáo viên vẫn phải là những người mà chủ yếu là mang cái tính chất dẫn dắt, đưa mang lại kiến thức và truyền thụ kiến thức và dẫn dắt cho học sinh để hình thành nên cái nhân cách, các cái quan niệm sống, thì cái đó vẫn là đúng. Và đặc biệt là bất kể là ở cấp nào, giáo viên là phải có tình yêu thương đối với cả học sinh, tình yêu thương con người nói chung đó. Vâng, thì cái vấn đề là bạo hành như chị Thanh Tâm vừa nói, đúng thực sự là không thể chấp nhận được. Như chị Thanh Tâm nói là có thể dùng sức kẻ đánh vào tay học sinh, đánh một chút hoặc là uốn nắn một chút thì được, nhưng thực tế mà nói điều này theo nguyên tắc giáo dục là cũng không được phép đâu ạ. Không được phép. Giáo viên bất kể bằng hình thức nào cũng không được phép xâm phạm vào thân thể học sinh. Đánh nhẹ cũng không được, huống hồ là đánh nặng. Thế còn vấn đề là tại sao giáo viên có nhiều người lại bạo hành học sinh? Thì không phải gần đây mới có đâu. Như tôi nói rồi, từ trước nay vẫn có nhiều, thậm chí như ngày xưa cái thời tôi còn nhỏ, tức là ở ngoài miền Bắc, ở Hà Nội, cái thời mà vẫn còn bao cấp ấy, thì tôi nhìn thấy chứng kiến
có những thầy giáo ở trong trường khét tiếng đến mức mà được học sinh đặt cho những cái biệt hiệu giống như là đồ tể vậy. Các em ấy còn dặn nhau là nếu mà hôm nào mà chưa chưa làm bài tập ấy thì lên lớp phải lót sẵn bìa cắt tông vào mông, bởi vì là thầy sẽ bắt nằm lên trên bục giảng, nằm sấp xuống để thầy dùng thước kẻ gỗ, cái thước kẻ dài khoảng 1 mét, thước kẻ bằng gỗ to như cái gậy đó để đánh. Bản thân tôi ngày xưa cũng đã từng nhìn thấy những cái chứng mắt, chính chính mắt tôi nhìn thấy giáo viên trong trường tiểu học mình học đánh các bạn lớp khác như vậy. Thì ngày nay bởi vì là do có internet thôi thì người ta mới đưa lên, chứ còn chuyện là giáo viên đánh học sinh thâm tím người từ trước đến nay luôn luôn có, thậm chí là có nhiều, thì điều này là hoàn toàn không được. Bởi vì rất rất là nhiều giáo viên họ họ cũng nghĩ rằng họ có cái quyền để đánh học sinh, rồi thì bao nhiêu những cái giận dữ của cá nhân bên ngoài cuộc sống hoặc thậm chí là ngay trong môi trường giáo dục họ không biết là dồn nén đi đâu, cuối cùng là trút hết lên đầu học sinh thì mới có chuyện là học sinh bị đánh đến như vậy. Chứ còn bảo là giáo viên có thù hằn gì với học sinh thì chắc là không có một ai có thù hằn gì với học sinh để đến mức mà mang học sinh ra để đánh như vậy. Thực ra họ chỉ lấy học sinh ra làm cái nơi để họ trút giận thôi, trút những cái ẩn ức mà trước đó họ bị dồn nén. Còn cái cách mà để cho các bạn xếp hàng đánh một bạn thì thực sự là đây là một cách tôi cho quá là nguy hiểm, thực sự là nguy hiểm. Bởi vì như thế nó không chỉ làm tổn thương một em bị đánh mà nó đã vô tình để lại cái vết thương trong tâm hồn cho tất cả những em mà đã đang xếp hàng để đánh các bạn, để đánh bạn. Nó vô tình dạy cho các em ấy một cái điều rằng là mình được phép đánh người khác bởi một người lớn hơn ra lệnh cho mình. Chứ bạn giữa các bạn với nhau, giữa các em với nhau hoàn toàn không có mâu thuẫn để mà đánh như vậy. Nhưng mà chỉ vì là có một người người ta có quyền ra lệnh cho mình và thế là mình bất kể lý do đúng sai, bất kể là giữa cá nhân mình với cái người bị đánh có mâu thuẫn hay không, mình vẫn cứ được phép đánh người ta. Cái điều này là thực sự nguy hiểm. Nó sẽ gieo những cái mầm bạo loạn trong tương lai ở trong xã hội của chúng ta. Cái thực trạng giáo dục hiện nay ấy, nó là một cái hệ quả tất yếu của hơn 70 năm giáo dục, cái nền giáo dục sai lầm. Đấy là đào tạo ra những công cụ chứ không phải là giáo dục những con người. Cái thực trạng này tôi phải thừa nhận, tôi cũng nhìn ra từ lâu rồi. Nhưng mà tôi biết nó không chỉ là vấn nạn của riêng ngành giáo dục, nó nằm trong cái hệ số chung của cả cái xã hội. Cả xã hội sai bởi cái thể chế lỗi. Trên giáo dục cũng chỉ là nạn nhân của cái thể chế lỗi, mà tất cả những con người trong cái nền giáo dục này cũng vậy. Chúng ta cũng đều đang là nạn nhân thôi. Cho nên nếu mà chị hỏi tôi làm thế nào để khắc phục, chắc là chỉ có mỗi thầy cô giáo tự mình kiềm chế thôi, để không đánh học sinh thôi. Chứ còn để thay đổi nền giáo dục thì chắc là phải chờ đợi thay đổi một cái gì đó lớn hơn. Phải bắt đầu bằng bằng một cái thay đổi khác lớn hơn. Thanh Tâm rất đồng ý với cái ý kiến của cô là đúng. Muốn thay đổi phải bắt đầu bằng cái sự thay đổi lớn hơn. Thật sự đúng ra là xã hội Việt Nam, đất nước Việt Nam đang cần cái điều đó. Không biết các anh chị em đang theo dõi chương trình có ai còn đặt câu hỏi liên quan đến đề tài phỏng vấn hôm nay cho cô Đào Thu nữa hay không? Những câu hỏi Thanh Tâm chuẩn bị cho phần phỏng vấn hôm nay Thanh Tâm đã nêu lên hết rồi. Trong khi chờ đợi các anh chị em đặt câu hỏi thì sẵn bây giờ chúng ta đề cập đến cái vấn đề cái vụ mà giáo viên cho các em học sinh xếp hàng để đánh bạn một em học sinh đến 200 mấy chục cái tát đó thì xin cô chia sẻ cái cảm nghĩ của cô trước cái sự việc là các em học sinh xếp hàng đánh bạn nhưng sau đó khi mà vụ việc được đưa lên, được dư luận đưa lên thì nhà trường lại xử lý bằng cách là bắt các em phải điền những cái bản kê khai mà giống như là tra vấn các em thì cái sự việc được nhà trường xử lý như vậy thì theo ý cô
Cái nhận định của cô về cái chuyện đó như thế nào? Thanh Tâm xin mời cô. Cách xử lý cái sự việc này của nhà trường có thể nói là quá tệ, nhưng nó là tất yếu trong cái tư duy của những người quản lý ở trong cái nền giáo dục hiện nay ở Việt Nam. Tôi hiểu họ, tôi rất hiểu họ. Họ không bao giờ nhận lỗi đâu. Họ vẫn nghĩ rằng là bản thân họ có quyền thì họ có thể bẻ lái sự thật, che lấp sự thật theo cái cách như họ muốn, như cái cách mà từ nhiều chục năm nay đất nước này vẫn đang vận hành. Tức là người có quyền là người có tiếng nói. Thế còn bất kể sự thật ra làm sao, người ta có quyền miêu tả nó theo cái ý muốn của người ta, và thế là người ta sẽ không có tội. Thì cái tư duy này khá là phổ biến ở những người có quyền tại Việt Nam hiện nay. Thế nhưng mà rất tiếc đối với họ rằng cái sự việc này nó xảy ra vào cái thời điểm mà ban tuyên giáo cũng đang thả lỏng để cho dư luận lên án, cho nên báo chí mới được phép đưa tin. Chứ không như chị hoặc là như tôi hoàn toàn không thể tiếp cận được với những cái thông tin như vậy ở trong trường, đúng không ạ? Họ bưng bít giỏi lắm đó. Cái nữa là cũng không may cho họ rằng hiện nay mạng xã hội cũng đã phát triển, cho nên là cái sự bình luận hoặc là phán xét đến từ công luận nó sẽ nhiều hơn. Cho nên tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng là cái cách hành xử của họ như thế là sai, thực sự là đáng bị lên án. Bởi vì họ quen với cái bản chất dối trá, che đậy, nghĩ rằng là mình có thể bẻ cong dư luận, hoặc là có thể dẫn dắt dư luận theo ý của mình. Thì cái tư duy đó hiện nay nó đã bị lỗi thời rồi. Hiện nay cộng đồng mạng xã hội người ta đã biết phát huy cái sức mạnh của mình. Cho nên là với những cái sự việc mà có thể nói là đáng xấu hổ như vậy của những người làm quản lý, dùng để lấp liếm, để che đậy một cái sai lầm trong đơn vị của mình, thì cái hành động đấy không thể làm được nữa rồi. Tôi cho rằng là những cái người lãnh đạo đấy họ cũng dốt. Họ dốt ở cái phần là họ không nhận thức ra được là tình hình xã hội đã thay đổi. Cho nên họ vẫn cứ hành xử theo cái cách mà họ nghĩ rằng xưa nay họ vẫn làm được. Thì cái sự dốt này cũng khá phổ biến, không chỉ là riêng cho đối với cả lãnh đạo của cái trường đó đâu. Tôi cũng nhận thấy là thỉnh thoảng ở bên ngoài một vài cơ quan công quyền nào đó, khi gặp một cái sự việc mà bị công luận lên án, thì họ sẽ có những cái câu trả lời nghe rất là ngây ngô, đúng không chị? Chúng ta nhận thấy gần đây ấy, thỉnh thoảng chúng ta gặp được những cái câu trả lời, những cái cách xử lý tình huống của quan chức, của những người làm trong bộ máy công quyền ấy, họ có vẻ rất là ngây ngô. Đối với chúng ta là ngây ngô, nhưng mà đối với họ thì họ lại cứ tưởng rằng là như thế là có thể giải quyết được vấn đề. Đấy là cái mà không theo kịp thời đại của họ. Cô thật sự là rất nhẹ nhàng khi dùng hai từ ngây ngô để nhận định về vấn đề đó. Như vậy thì Thanh Tâm xin hỏi, nếu là cô, nếu như cô Đào Thu có cái quyền hạn có thể xử lý sự việc, thì trước cái sự việc xảy ra với cái vụ học sinh cho các em học sinh khác xếp hàng để đánh 230 mấy cái tát vào mặt em học sinh kia đó, thì nếu là cô là người có quyền để xử lý thì cô sẽ xử lý như thế nào? Chắc là điều đầu tiên ấy, tôi cần phải yêu cầu người giáo viên mà cái cô giáo, hình như tên là cô Thủy đúng không ạ? Đó, phải yêu cầu cái cô giáo đó ra trực tiếp xin lỗi em học sinh bị đánh và tất cả những em học sinh đã bị cô điều động đi để tát bạn. Cô giáo đó phải công khai xin lỗi tất cả các em học sinh. Còn sau đó thì phụ thuộc vào thái độ của cô giáo đó sẽ quyết định là cho cô ấy tiếp tục dạy hay là cho nghỉ. Bởi vì cái việc là cho cô ấy tiếp tục dạy cũng sẽ là một cơ hội để cho cô ấy hàn gắn vết thương lòng của học sinh. Chứ còn nếu như mà cô giáo đó xin lỗi xong rồi biến mất luôn, học sinh không bao giờ gặp lại nữa, thì sau này ai sẽ là người đi khắc phục cái hậu quả đó, khắc phục những cái vết thương lòng trong tâm hồn của những em học sinh đã bị tổn thương? Tôi nghĩ rằng là chính người mà ra lệnh đánh các em đó, nếu như mà còn tiếp tục ở lại dạy, nhưng với một thái độ khác, một thái độ cầu thị và yêu thương, và dùng chính cái yêu thương của mình
để bù đắp cho những em học sinh bị tổn thương cả về thể xác và tinh thần đó. Có lẽ cái cách đó sẽ là cái cách mà hoàn hảo nhất để bù đắp, để mà gọi là vá cái vết thủng khổng lồ ở trong cái môi trường giáo dục của trường đó. Nhưng cái, những cái điều tôi vừa nêu ra ấy, tôi nghĩ rằng là nó hơi chủ nghĩa lý tưởng quá. Bởi vì với một cô giáo mà đã đang tâm đánh học sinh đến như vậy và yêu cầu những học sinh khác tát bạn của mình mà phải tát đủ mạnh, còn nếu mà tát không đủ mạnh thì cô giáo lại còn đánh lại chính những em học sinh, những em học sinh mà tát không đủ mạnh đó, thì tôi nghĩ rằng là trong trong tâm thức về bản chất con người ấy, cô giáo đó không phải là người lương thiện, không phải là người thiện, thậm chí là có căn tính là độc ác. Thì với người giáo viên như vậy thì cái phương án và xử lý tình huống như tôi vừa nêu ra đó, tức là để cho chính cô ấy bù đắp lại những cái tổn thất của học sinh, e rằng là sẽ không khả thi. Ngược lại thì cô ấy sẽ còn hành hạ và giày vò học sinh nhiều hơn, thì chắc là cần phải cho cô ấy nghỉ dạy, không cho dạy học nữa, và phải kiếm một người giáo viên khác, vừa phải làm công tác tâm lý và phải có đủ lòng yêu thương để tiếp tục dạy cái lớp đó, để có thể dần dần qua, có thể là một tuần hoặc là một tháng, thậm chí là một học kỳ, thông qua những cái bài giảng, những cái điều mình dạy dỗ hàng ngày trên lớp ý, để dần dần bù đắp lại cho những em học sinh đã bị tổn thương về tinh thần. Bởi vì những cái tổn thương về tinh thần mà sốc mạnh như vậy thì không phải là một buổi nói chuyện, hai buổi nói chuyện mà có thể bù lại được. Mà chính những người giáo viên hàng ngày tiếp xúc với học sinh ý, phải bằng cái sự yêu thương chân thành thực sự của mình ý, thì mới có thể là mang lại cho học sinh cái niềm tin rằng à, vẫn có những người giáo viên mà biết yêu thương học sinh, biết chăm sóc học sinh và thực sự là những người thầy cô giáo thực sự. Nhưng kiếm những người giáo viên như vậy ở trong cái môi trường giáo dục hiện nay khó lắm, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã hỏng ngay từ trong môi trường của trường sư phạm. Tôi nhìn nhận ở cái góc độ là một giảng viên giảng viên đại học. Tôi nhìn từ cái gốc của vấn đề, tức là những người giáo viên được đào tạo trong môi trường sư phạm ra sao ấy, thì tôi thấy là họ đã hỏng từ đấy rồi. Khó, đúng thật là khó. Cái tình yêu thương, cái sự khoan dung và thấu hiểu ở Việt Nam hiện nay nó rất là hiếm hoi. Đáng ra cái ngành giáo dục phải là cái ngành nhiều nhất những cái tâm hồn như vậy. Thì hiện nay do cơ chế, do môi trường xã hội, do tuyển sinh đầu vào, rồi cộng với cả cái cách thức mà người ta tuyển giáo viên như chị vừa nhắc đến, nó làm cho mất hết cả con người, những con người thực sự mà biết gắn bó với nghề. Đương nhiên là tôi biết là đó đây thì vẫn còn. Hầu như là trường nào cũng phải còn một vài người giáo viên tốt. Thế nhưng mà với cái môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, với cái quan niệm của xã hội hiện nay, như tôi vừa nói là quan niệm về vật chất dẫn dắt mọi thứ ấy, thì những cái giá trị về nhân bản, những người tốt thực sự thường không được đánh giá cao. Mà ngược lại, ở những nơi mà lãnh đạo có bản tính xấu, độc ác, tham lam, hoặc là đơn giản thôi, ngu dốt chẳng hạn, thì những người tài giỏi, những người thông minh, hoặc là những người mà giàu lòng nhân ái sẽ bị coi là đối lập, đúng không ạ? Mà khi mà bị coi là đối lập, họ dễ dàng bị cô lập, và như thế thì họ sẽ không sẵn sàng phát huy những cái điều tốt của mình trong công việc nữa. Đấy là cái thực trạng đau lòng. Điều này giải thích tại sao cái nền giáo dục của chúng ta đúng thật càng ngày càng xuống dốc. Nhưng nó nằm trong cái sự xuống dốc chung của xã hội, chứ không chỉ riêng ngành giáo dục ạ. Tôi hy vọng là nó nhanh xuống đến đáy để nó còn có một sự thay đổi. Rất là đắc ý, rất là tâm đắc với lại cái niềm hy vọng của cô Đào Thu. Có một câu hỏi của một vị khán giả dành cho cô Đào Thu. Có rất nhiều vụ việc vi phạm mang tính đạo đức trong ngành giáo.
vụ Sầm Đức Sương, vụ thầy giáo ở Bến Tre, Đồng Tháp, những vụ tố cáo tiêu cực của thầy Đỗ Việt Khoa, tráo điểm thi ở Hà Giang, vân vân. Thì cô Đào Thu nhận định ra sao về tính chế tài của luật pháp? Xử lý như vậy có thỏa đáng và được người dân đồng tình hay không? À, Thanh Tâm xin mời cô. Dạ. Ở Việt Nam cũng phải nói luôn, cái tính chế tài của luật pháp ấy, họ chỉ sử dụng khi nào họ cần. Ví dụ như vụ Sầm Đức Sương, hoặc là cái vụ Hà Giang gần đây, nó cũng chỉ được lôi ra công luận khi mà người ta cần. Và khi người ta cần ấy, thì đương nhiên người ta cũng sẵn sàng áp một cái hình phạt nào đấy mà người ta cho rằng hợp lý. Thì đương nhiên tôi cũng không rõ, tôi cũng không nhớ cụ thể là ví dụ như vụ án Sầm Đức Sương thì là cái ông Sầm Đức Sương đã nhận bao nhiêu năm tù, hoặc là cái vụ ở Hà Giang thì có những ai hiện nay chịu hình thức kỷ luật nào, có bị án tù hay không và bao nhiêu năm, thì quả thực là cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ chính xác, hoặc là tôi không biết luôn. Nhưng tôi nói rồi, họ xử ra sao là do nhu cầu của họ. Họ muốn lấy cái đó làm điển hình hay không, dùng để răn đe, hoặc là để dẫn dắt dư luận, hoặc là với mục đích chính trị nào đó. Có chứ ạ. Vâng, tất cả những vụ việc mà được công luận chú ý ở Việt Nam, đa phần đều nằm trong những cái mục đích đó. Hoặc là họ muốn làm gương, làm răn đe, làm công tác tuyên truyền. Hoặc là đôi khi đơn giản phe nhóm họ hạ bệ, họ đánh lẫn nhau, dọn đường cho một cái gì đó. Hoặc là nhiều khi họ đưa ra để thu hút sự quan tâm của dư luận, để tránh đi một cái vấn đề gì đó, một vấn đề nào đó mà đáng ra dư luận phải quan tâm nhưng họ muốn giấu. Vậy cho nên những cái vụ án mà như chị Thanh Tâm hoặc là một vị khán giả nào đó vừa nêu ra đó, thì nếu mà hỏi tôi về cái tính công minh hoặc là tính hợp lý của nó, thì tôi cũng phải thú thực là tôi không nhớ để mà có thể nhận xét là nó có công minh hay là hợp lý hay không. Nhưng cái điều mà tôi dám khẳng định rằng những cái án đó là có, án là bao nhiêu là có sự sắp xếp ạ. Vâng. Có một câu hỏi khác được dành cho cô là giáo dục ảnh hưởng đến suy thịnh quốc gia như thế nào? Thanh Tâm xin mời cô. Ảnh hưởng rất lớn ạ. Có thể nói là liên quan trực tiếp đến vận mệnh quốc gia. Bởi vì xây dựng quốc gia gồm những con người lại là sản phẩm trực tiếp của giáo dục. Cho nên nếu mà nền giáo dục lỗi, hoặc là cái nền giáo dục định hướng sai, thì sẽ tạo ra những con người lỗi, những con người có tư duy sai. Thay vì là làm chủ xã hội để kiến tạo và xây dựng xã hội, thì họ chỉ trở thành những cá nhân, những công cụ, cúi đầu im lặng, làm việc đóng thuế là hết. Thì cứ nhìn vào đó thì chúng ta sẽ biết là xã hội có thể phát triển được hay không. Thực tế Việt Nam đang là một đáp án rõ ràng nhất. Cho nên là vai trò của giáo dục thực sự tôi cho rằng rất quan trọng. Đây không phải là một câu hỏi như là một đề nghị của một vị khán thính giả theo dõi chương trình. Cô Đào Thu nói về việc chạy biên chế, chạy điểm, chạy trường đi ạ. Chạy chạy biên chế, chạy điểm, chạy trường thì nếu mà từ kinh nghiệm cá nhân ấy, thì tôi lại rất tiếc là tôi không có. Bởi vì tôi khi mà ở lại, tôi đi bước chân vào cái nghề dạy học này từ hơn 20 năm trước, thì cái thời đó như cá nhân tôi chẳng hạn thì không mất một đồng nào. Nhưng cũng bởi vì không mất một đồng nào cho nên là cũng phải rất là chật vật mãi rồi mới vào được biên chế. Thế còn hiện nay thì theo như tôi biết, ở các cái đơn vị khác, ở các trường khác, thì cái việc là chạy vào biên chế, chạy vào một suất, đúng là phải mất tiền. Không tiền thì phải là quan hệ, con cháu, hoặc là có mối quan hệ như thế nào đó với lãnh đạo. Chứ còn cái môi trường mà dành cho người giỏi thực sự, đàng hoàng, thi tuyển một cách công khai,
theo những cái tiêu chí rõ ràng và công bằng thì không nhiều. Không phải là hoàn toàn không có đâu, chắc là cũng có đấy ạ. Chắc là cũng có. Đi chơi mà tôi đang công tác ấy thì dẫu sao trong cả nước ấy cũng là gọi là có một chút vị trí. Cho nên là dẫu sao họ vẫn phải cần có những người có thực tài. Nhưng mà có tài không thôi chắc cũng không đủ đâu. Phải có thêm nhiều điều kiện nữa. Tôi nghĩ như vậy. Chứ còn nếu chỉ đơn giản chỉ là trí tuệ và tài năng thì chắc là vẫn không đủ. Thế còn ở những cái đơn vị khác mà tôi nghĩ là cái yếu tố tài năng và trí tuệ nó bị coi thấp hơn rất nhiều thì đương yếu tố ở đây thì chúng ta đều hiểu đấy là gì? Đấy là tiền, các mối quan hệ hoặc là những cái giá trị mà có thể quy đổi được ra tiền, nó sẽ chi phối. Cái hiện tượng này khá là phổ biến ở Việt Nam. Đây là một thực trạng đau lòng. Chị còn câu hỏi nào nữa? Thanh Tâm không thấy, Thanh Tâm không thấy có anh chị em nào đặt thêm câu hỏi cho cô Đào Thu. Không biết là cô Đào Thu còn có muốn chia sẻ thêm điều gì liên quan tới đề tài ngày hôm nay hay không? Ngày hôm nay thì chủ đề nói về giáo dục, nói về nạn bạo hành trẻ em trong học đường. Thì tôi mong rằng là cái hiện tượng này nó sẽ bớt đi, thậm chí là sẽ biến mất. Mà muốn để cho cái hiện tượng này nó không xảy ra thì chắc là các vị phụ huynh, các em học sinh cần phải ý thức được quyền của mình. Cũng nhân dịp ngày hôm nay là ngày 10 tháng 12 là ngày nhân quyền quốc tế, chúng ta cũng phải ý thức được quyền của mình. Chúng ta có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không một ai được phép đánh đập chúng ta, bất kể là ai. Kể cả phạm nhân bị bắt vào trong đồn cảnh sát rồi, với chứng cứ rõ ràng thì người cảnh sát cũng không có quyền đánh phạm nhân, huống hồ là ở bên ngoài giáo viên đánh học sinh. Đã là con người, chúng ta có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không ai được phép xâm phạm thân thể chúng ta hết. Đấy là điều cơ bản. Cái nữa là cái sự quan tâm và theo sát của công luận đối với môi trường giáo dục. Chúng ta hãy phát huy tốt hơn cái vai trò của mạng xã hội trong cái vấn đề là giám sát các hoạt động của công quyền nói chung và của ngành giáo dục nói riêng. Học sinh cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình ở trên Facebook và trên các trang mạng cá nhân hoặc là ở bất cứ diễn đàn nào mà các em cảm thấy có thể. Chứ không phải là nhà trường là ra lệnh cấm học sinh không được sử dụng Facebook, không được nói xấu nhà trường, không, nhà trường không được phép làm như thế. Làm như thế là vi hiến và thật là xâm phạm luôn cả quyền con người của học sinh. Học sinh được phép bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ một vấn đề gì, bao gồm cả vấn đề là giáo dục, bao gồm cả việc là cô giáo đã dạy dỗ mình như thế nào. Em được phép. Nếu mà cô giáo tạo cái sự yên thì là thầy cô giáo tạo thành một cái khoảng cách đe nẹt khiến học sinh sợ rồi không dám bày tỏ những cái bất cập ra một cách công khai với cả giáo viên, thì các em lại đi ra ngoài nói ở bên ngoài, nói với bố mẹ, xong rồi bố mẹ lại sử dụng mạng xã hội. Tôi cho rằng đấy vẫn là quyền và nên làm như vậy. Nhưng tôi đang muốn nhắc nhở các thầy cô giáo rằng hãy tạo cho các em một cái sự yên tâm để có thể phản ánh những cái bất cập của nghề giáo viên của chúng ta với chính chúng ta. Như vậy sẽ là cái cách nhanh nhất và tốt đẹp nhất để cho chúng ta khắc phục nhược điểm trong công việc của mình. Bởi vì chẳng có ai hoàn hảo cả. Trong cái công việc này là giao tiếp trực tiếp giữa con người với con người. Giáo dục là như vậy mà, giao tiếp trực tiếp giữa con người với con người. Thì bên cạnh vấn đề kiến thức thì vấn đề là cá tính của cá nhân cũng có ảnh hưởng. Cho nên nếu như mà chúng ta được học sinh góp ý một cách trực tiếp và nhanh chóng nhất thì chúng ta cũng sẽ sửa đổi được nhanh chóng nhất, thay vì là phải đi đường vòng và sẽ tạo thành mâu thuẫn. Và chúng ta sẽ lại phải xử lý những cái mâu thuẫn đấy bằng những cái hình thức rất là tiêu cực. Như vậy là không nên. Vậy là
Muốn cải thiện nó thì đúng là học sinh, phụ huynh ý thức được quyền của mình. Giáo viên cũng cần phải ý thức được đâu là quyền, đâu là nghĩa vụ. Và cần có cái nhìn bình đẳng hơn đối với cả học sinh. Và chắc là cũng cần phải thay đổi một chút tư duy về cái nghề của mình, cái vị trí của mình. Đừng cho rằng là mình là người ở trên, mình có quyền thế nọ, mình có quyền thế kia. Đặc biệt là quyền đánh học sinh là hoàn toàn không nên. Rồi cải thiện được những thứ đó, thực sự trang bị thêm kiến thức, rồi hãy làm giàu thêm cái tình yêu thương và lòng nhân ái của mình đối với học sinh. Thì tôi nghĩ rằng là cái nền giáo dục của chúng ta, mặc dù nó không được thay đổi triệt để và căn bản, nhưng ít ra nó cũng giảm thiểu được những cái va chạm, những cái mâu thuẫn và đặc biệt những tổn thương không đáng có giữa người dạy và người học. Có một câu hỏi dành cho cô liên quan đến riêng cá nhân của cô là trong quá trình dạy học cho các sinh viên. Cô Thu có nói những vấn đề xã hội hiện nay cho sinh viên biết không? Những định hướng cho giới trẻ hiện nay. Tôi dạy môn văn học ở trên giảng đường. Giảng đường là giảng đường đại học. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái không gian mà mình có thể phát huy ấy, nó cũng sẽ dễ dàng hơn một số các môn khác. Bởi vì văn học chính là phản ánh cuộc sống. Mà cuộc sống thì không thể tách rời ra khỏi môi trường xã hội được, đúng không ạ? Học một tác phẩm văn học, bất kể là thời cổ đại hay là thời hiện đại, bất kể là viết tại quốc gia nào, thì cái sự liên hệ với thực tế luôn là cần thiết. Đấy là lý do để cho văn học được tồn tại. Phê bình văn học cũng vậy. Phê bình văn học cũng không bao giờ tách rời ra khỏi được cái hiện thực cuộc sống của cái người cầm bút, của cái môi trường của cái người mà đang viết phê bình. Tôi nói ví dụ nhé, cùng là tác phẩm của Nam Cao, ví dụ như là tác phẩm Chí Phèo, hoặc là còn có tên gọi khác là Đôi Lứa Xứng Đôi đấy, thì ở thâm niên 1980 người ta sẽ bình luận đó về tác phẩm đó theo cái góc nhìn khác. Nhưng mà năm 2018, các nhà phê bình hoặc các nhà phân tích mà phân tích lại cái tác phẩm đó, tôi nghĩ rằng là sẽ phải có những cái góc nhìn khác so với năm 1980, đúng không ạ? Thế thì cái môn văn học của tôi cũng vậy. Khi mà tôi giảng dạy một tác phẩm văn học ở trên lớp thì nó phải luôn luôn được gắn liền vào trong đời sống xã hội hiện nay để tìm ra được cái ý nghĩa của tác phẩm, để tìm ra được cái giá trị của tác phẩm đối với người đọc ngày nay. Thế thì cái việc chị hỏi rằng là có nói những vấn đề xã hội hay không thì không phải Thanh Tâm hỏi, một vị khán thính giả hỏi. Một vị khán thính giả, vâng, đó là cái điều đương nhiên mà bất cứ giáo viên dạy văn nào nếu làm đúng chức trách đều cần phải nói ạ. Bởi vì nếu mà bạn đưa cái tác phẩm văn học đó ra khỏi cái môi trường hiện thực xã hội hiện nay thì bạn đã làm mất đi cái giá trị thưởng thức của nó. Tôi dạy văn cho nên điều đó là đương nhiên ạ. Vâng. Dạ vâng, đây là một ý kiến, một cái nhận định, không phải là câu hỏi. Vấn đề nhân quyền không bao giờ được đưa vào dạy ở trường. Thì cô nghĩ rằng cái nhận định đó có đúng hay không ạ? Tôi nhớ là năm cách đây khoảng 2 năm hoặc 3 năm gì đó, khi mà Việt Nam thông qua hiến pháp mới có đưa thêm nhiều điều khoản về nhân quyền vào trong hiến pháp, thì hình như là từ trên trung ương họ cũng có chỉ đạo rằng là phải giảng dạy điều này cho các cơ quan nhà nước và trong các trường học. Và thế là ở trên văn phòng khoa của trường tôi ấy là cũng có thấy photo tài liệu nói về quyền con người, nhưng mà chỉ để đó thôi, và nói giáo viên rằng là ai quan tâm thì xem. Họ thông báo một cái ngắn gọn như thế và hình như là rất ít người quan tâm. Tức là về mặt hình thức là có. Cho nên nếu mà nói rằng là không giảng dạy nhân quyền trong trường học ở Việt Nam ấy thì là người ta có thể viện dẫn ra những điều họ đã làm bằng không, chúng tôi có đưa vào. Vậy là về mặt hình thức là có, nhưng trên thực tế vận dụng ra sao và các giáo viên có nhắc đến hay không thì cũng phải xin thưa rằng tôi không biết các giáo viên khác như thế nào, nhưng bản thân tôi ấy thì tôi vừa nói rồi, tôi dạy môn văn. Cho nên là tất cả những điều mà tôi giảng dạy trong tác phẩm nó đều phải lồng ghép với cả cuộc sống hiện tại. Nó phải có sự liên hệ với cả thực tại. Và tôi cũng phải luôn luôn trang bị kiến thức cho các em sinh viên của tôi.
để các em ấy có thể trở thành một công dân theo đúng nghĩa, tức là ý thức được các quyền của mình. Thì tôi có nói về những cái quyền đó. Thì cuối kỳ thì rất là nhiều sinh viên gửi thư cho tôi hoặc là liên lạc riêng, chat riêng, nói rằng là những điều cô giảng bọn em rất cảm ơn, vì trước đó hầu như bọn em không được nghe thấy ở đâu cả. Đây là một thực tế ạ. Tôi hơi buồn vì thực tế đó. Cho nên là có lần tôi đã trả lời sinh viên của tôi rằng là cô hy vọng rằng là 10 năm nữa hoặc 20 năm nữa các em sẽ thấy những điều cô nói nó trở thành phổ biến và có mặt ở khắp nơi. Tôi cũng hy vọng rằng là 10 năm nữa, không đến 10 năm nữa, tôi sẽ không cần phải tôi không còn phải nhận về những cái câu đại loại nói rằng là ồ những điều cô giảng em chưa từng nghe thấy ở đâu. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn nó sẽ trở thành phổ biến ở trên giảng đường bởi các đồng nghiệp khác của tôi. Thanh Tâm cũng rất mong là những cái điều hy vọng của cô nó sớm sẽ trở thành hiện thực. Thanh Tâm nhận thấy không còn anh chị em nào đặt câu hỏi cho cô Đào Thu liên quan đến cái đề tài phỏng vấn hôm nay, thì Thanh Tâm xin phép được dừng đối diện 93 ở đây. Một lần nữa Thanh Tâm chân thành cảm ơn cô Đào Thu đã nhận lời tham gia đối diện 93 và đã chia sẻ rất nhiều những cái cảm nghĩ cũng như là những cái thông tin rất là hữu ích. Thanh Tâm rất hy vọng là sau này có những cái vấn đề gì cần đến sự chia sẻ của cô thì Thanh Tâm và với khán thính giả sẽ lại gặp lại cô trong chương trình đối diện. Thanh Tâm xin mời cô gửi lời chào đến các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn chị Thanh Tâm, cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các quý vị khán thính giả. Vâng, xin chào tạm biệt chị. Thanh Tâm cảm ơn các anh chị em đã theo dõi chương trình hôm nay. Mong mọi người tiếp tay phổ biến video clip này đến tất cả những người thân cũng như bạn hữu. Và Thanh Tâm hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình đối diện tiếp theo sau này. Chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chào nhé. Chào cô. Vâng, chào chị.